Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chơi trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này, Hội Thánh Thiên Ân Ba, ông bà mục sư Tấn cùng các thầy chúng con đồng một lòng hiệp ý trình dâng cái giờ thờ phượng này trong tay của Đức Chúa Trời. Chơi trong giờ này, chúng con cầu nguyện xin Chúa ngài rửa sạch lòng của chúng con. Bất cứ những điều gì còn chứa đựng những sự cay đắng, giận hờn, lo lắng, sợ hãi, bất an, bệnh tật, tội lỗi lui ra khỏi chúng con ngay trong giờ này. Trong danh Giêsu Christ chúng con cầu nguyện những điều gì đến từ xác thịt hãy lui ra khỏi vòng chúng con, và con mời gọi Đức Thánh Linh của yêu thương, Đức Thánh Linh của quyền năng, Đức Thánh Linh của sự chữa lành, Đức Thánh Linh của sự an ủi đổ đầy trên mỗi người trong chúng con. Cha ơi, trong giờ này chúng con hiệp đồng một và công bố tất cả những cái điều mà sự hận thù hơn thua của giữa nước Nga và nước Ukraine sẽ được chấm dứt ngay trong giờ này. Con cầu nguyện cho hòa bình của Chúa đến với thế giới, cầu nguyện cho hòa bình của Ngài đến cho dân tộc Việt Nam cũng như là tại nơi quê kỳ này nữa. Con tạ ơn Cha. Chúng con đứng nơi đây và cầu nguyện chúc bình an cho tiểu bang Oregon tại đây, và Chúa ban phước lại cho mục sư nhà thờ này đây hết thảy được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bước đi trong sự vui mừng bình an để tiếp giúp đỡ cho người Việt Nam có nơi thờ phụng Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con dâng tất cả các ông bà anh chị em chúng con giờ này trong tay của Cha, hãy sức dầu chính mình con trong việc rao giảng lời của Chúa. Con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi đến và tôi muốn học lời Kinh Thánh với tất cả chúng ta về cái chủ đề là những ngày cuối cùng. Không biết quý vị thì thấy ra làm sao, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng đây là trong những ngày mà Kinh Thánh là những ngày cuối cùng. Bởi vì Chúa Giêsu ngài đã phán: khi các ngươi nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình đừng bối rối. Rồi các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh, rồi các ngươi sẽ nghe nói về dịch lệ lây lan, và các ngươi sẽ nghe nói về tội lỗi thì gia tăng, lòng yêu mến Đức Chúa Trời thì bị nguội lòng, và các nghe nói về sự cũng như là khó khăn, những điều Chúa Giêsu đã nói hơn 2000 năm về trước bây giờ đã thất nghiệm, đang thất nghiệm và còn tiếp tục thất nghiệm. Điều này chúng ta nhắc nhở mọi người trong chúng ta một lần nữa rằng những gì Chúa Giêsu đã nói thì chắc chắn phải được thực hiện. Amen. Những gì mà miệng Ngài đã nói thì tay Ngài sẽ thực hiện được điều đó. Nhưng mà nghe những điều này không phải làm cho con cái của Chúa ở trong sự sợ hãi, ở trong sự bất an, nhưng mà nghe những điều này để khiến cho tất cả con cái của Chúa thêm lòng kính sợ Ngài và hết lòng phục vụ Chúa khi chúng ta còn có thời gian để phục vụ Ngài. Phước thay cho người nào qua cơn đại dịch mà vẫn còn ba, vẫn còn mẹ, vẫn còn vợ, vẫn còn chồng, vẫn còn anh, vẫn còn em. Hãy quý trọng những điều mà Chúa đang ban cho mọi người trong chúng ta. Chúng ta biết rằng sau cơn đại dịch mà những con người mà đã bị mất mát nhà cửa, mất mát cha mẹ, mất mát vợ, mất mát chồng, đau đớn các anh chị em. Còn những con người nào còn cha còn mẹ, còn anh còn chị, tại sao mà chúng ta không quý trọng những điều đó? Chúng ta xem lời của Chúa Trời được chép ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 2 câu số 17, thì chúng ta sẽ đọc cái câu gốc chung. Chúng ta nhìn Công Vụ Các Sứ Đồ, rồi sau đó tôi sẽ đọc Kinh Thánh cho quý vị nghe. Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 2 câu số 17 là câu gốc. Chúng ta cùng đọc chung 2, 3. Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi loài sắp thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chim bao. Chúa nói rằng trong những ngày sau đó, trong những ngày sau cùng này, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Trong khi mà trong những ngày sau đó này thì Kinh Thánh bảo sẽ có những thời kỳ khó khăn. Trong những ngày sau đó này sẽ có những con người bồ ba. Trong những ngày sau đó này sẽ có những thời kỳ như là con người ta sống trong sự hận thù hơn thua. Trong những ngày sau đó này sẽ có những thời kỳ mà dịch lệ, bệnh tật, chiến tranh, đói khát, độc đất,
điều xảy ra. Nhưng mà bên cạnh đó, trong những ngày sơ đốc này, Ngài cũng đổ Thánh Linh của Ngài, thân của Ngài trên mỗi loài xác thịt. Amen không quý vị? Bao nhiêu người tin chắc rằng trong những ngày sơ đốc này, thân của Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy trên mọi người trong chúng ta? Chúng ta có tin được điều đó không? Amen. Trong khi thế gian đang bối rối, đang lo lắng, đang sợ hãi, đang nặng lòng, thì con của Đức Chúa Trời lại được Ngài sử dụng, được Ngài yêu và Ngài bổ nhiệm và Ngài sức giàu để làm công việc lớn lao cho Ngài trong những ngày sau cuối này. Cho nên hỡi bạn chị em ơi, chúng ta xin lời Đức Chúa Trời được chép trong Timôthê thứ nhì đoạn 3, để rồi chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa Trời, hầu cho chúng ta vững tin nơi lời của Chúa trong những ngày sau đó này. Kinh Thánh chép như sau: hãy biết rằng trong những ngày sau đó sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hai phô vô, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng mà chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ như ấy con phải lánh xa đi. Amen. Những kẻ như ấy con phải lánh xa đi. Chúa nói rất là rõ, trong những ngày sau đó này sẽ có những thời kỳ khó khăn. Người ta hỏi tôi như thế này: khó khăn sao được mà khó khăn? Ngày xưa thì phương tiện nó chưa có, internet chưa có, thì người ta sống trong sự khó khăn. Nhưng ngày hôm nay làm sao khó khăn được? Nhưng quý vị biết sao không? Kinh Thánh đó là khó khăn, thì quý vị tin chắc là sẽ có sự khó khăn. Và khó khăn đến mức độ mà những người Việt Nam của chúng ta trong những thời gian qua đó, là ở trong những cái dịch lệ Covid đó, mà mỗi một người chỉ ở trong nhà, không được ra khỏi ngoài đường. Quý vị thấy ghê không? Rồi chết chóc đến nỗi mà coi như là xe cứu thương, một xe thường thường chở chỉ một xác chết, mà trong dịch lệ này một xe chở 4 đến 5 xác chết người ta. Rồi người ta bảo là có tiền thì mua tiền cũng được, có tiền là có tất cả. Nhưng mà trong những ngày dịch lệ ở tại Việt Nam, có tiền mà mua rau không có rau mà mua, mua trái cây không có để mà mua. Và quý vị biết sao? Người ta lại khó khăn trong việc đi lại, và người ta lại khó khăn trong việc mua từng viên thuốc để mà uống. Có bệnh mà không đến bệnh viện. Nói chung là một sự khủng hoảng kinh tế kinh khủng. Chưa hết, bây giờ ở tại nơi Israel đang được bình an, thì bỗng nhiên chiến tranh xảy ra, thì quý vị thấy như thế nào? Nó ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Xăng lúc trước thì ở tại Cali thì có bao nhiêu? 2 đồng ấy, bây giờ lên 7 đồng ấy, gần 8 đồng. Ở Việt Nam là lúc trước xăng chỉ có 17.000 đồng một lít, bây giờ bao nhiêu? 30.000 đồng một lít, gần gấp đôi. Đó là khó khăn về kinh tế. Còn về đức tin thì đang bị bóc bớ và đang bị khống chế bởi những quyền lực sự tối tăm, và viết giả, tiên tri giả đã dấy lên rất là nhiều, làm cho nhiều người bị hỗn loạn, làm cho nhiều người bị bối rối và làm cho nhiều người bị lo. Và qua đây một lần nữa tôi muốn gửi đến Hội Thánh một lần nữa rằng: quý ông bà anh chị em ơi, thời kỳ chúng ta ở là thời kỳ mà Chúa Giêsu sắp sửa trở lại đưa chúng ta về thiên đàng rồi. Amen. Quý vị có tin vào điều đó không? Tin. Quý vị có tin rằng tất cả những nhà cửa, xe cộ, phương tiện của chúng ta rồi cũng phải để lại, nhưng mà những gì chúng ta tin vào Chúa, đặt để tới Chúa, phục vụ trong nhà Chúa thì mới còn lại đời đời. Tôi đọc cho quý vị nghe lời của Chúa ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3, để chúng ta có thể vững vàng tin cậy và chúng ta có thể biết rằng ôi những gì Chúa nói quá chừng ứng nghiệm luôn. Lời của Chúa được chép trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 bắt đầu câu số 3 như sau: trước hết phải biết rằng trong những ngày sau đó, chúng ta hãy nói với những người bên cạnh là trong những ngày sau đó, hôm nay là những ngày sau đó, mình hãy nói người bên cạnh là hôm nay là những ngày sau đó.
Hôm nay là những ngày sau đó. Sau đó, sau cùng á. Okay, một trong những ngày sau cùng sẽ có cái kẻ dèm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng chớ nào về lời hứa của sự Chúa đến ở đâu. Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời, muôn vật vẫn còn y nguyên, y nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Người ta khinh thường, người ta nghĩ ông không sao đâu, cái chuyện gì dễ là sao đâu, miễn là tôi có tiền, miễn là tôi có phương tiện, miễn là tôi có bằng cấp, miễn là tôi có nhà thì tôi yên ổn. Ông và anh chị em ơi, chưa chắc yên ổn đâu nha quý vị, chưa chắc yên ổn đâu. Nếu quý vị là những người sống trong trong nước Mỹ mà năm 2020, năm mà bầu cử thì sao? Ở tại thành phố chúng ta có yên ổn không? Quý vị thấy kinh khủng không? Rồi còn nhiều điều gì xảy ra nữa? Trước đó thì Covid đã hình thành, nước Mỹ có bị ảnh hưởng không? Cũng có nữa. Rồi ông bà anh chị em ơi, những gì Kinh Thánh có cả hàng trăm chi tiết mà đã được ứng nghiệm hết 95 chi tiết rồi, chỉ còn có 5 chi tiết nữa là Chúa Giêsu sẽ trở lại. Điều này muốn nhắc nhở tôi và anh chị em rằng ai trong chúng ta còn sức khỏe, hãy hết lòng mình và dùng sức khỏe để phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Quý vị amen yếu quý vị. Amen. Ai trong chúng ta còn vợ, hãy hết lòng yêu thương vợ của mình. Amen. Không, mình không xin đáng amen. Còn anh thì sao? Amen không hả? Amen. Amen. Ai trong quý vị còn chồng, hãy hết lòng yêu thương chồng và con của mình. Amen. Ai trong quý vị còn cha còn mẹ, hãy hết lòng kính yếu cha mẹ của mình. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ không còn cha còn mẹ bên cạnh. Rồi sẽ một ngày chúng ta sẽ thấy rằng mình thì mình coi thường người chồng của mình, mà biết bao nhiêu người sau Covid á, quý vị biết rằng họ mất đi người thân yêu của họ, họ mất đi người phụ mẫu của họ, mất vợ và mất chồng, rất là cô đơn, rất là thất vọng, và có người ta mất đi cái sự thăng bằng trong cuộc sống. Hỡi ông bà anh chị em, biết được những điều này đã xảy ra, đang xảy ra và càng tiếp tục xảy ra, thì lòng của tôi và anh chị em càng thêm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời và quý trọng những gì Đức Chúa Trời đang đặt để trong tay của mình. Tôi không biết có bao nhiêu người ở đây mà có sự phàn nàn không? Nếu quý vị đã sống được các nước này mà quý vị còn phàn nàn, quý vị còn lầm bầm, quý vị còn khó khăn, chê muốn ăn này, chê muốn ăn kia, là tôi nói quý vị là quý vị nên cúng gói qua chiêu brand bây giờ đi. Còn quý vị sợ chiến tranh là thôi được rồi, cúng gói đi qua bên Phi Châu ở đi. Hỡi ông bàn chìm, hãy quý trọng những gì Đức Chúa Trời đang ban cho tôi và anh chị. Amen. Và trân trọng. Hỡi anh chị em ơi, những ai nào đang có những đồng tiền mà để phục vụ Chúa mà còn làm bầm á, tôi khuyên quý vị đừng bao giờ mắc mưu ma quỷ chùa đó. Con cảm ơn Chúa vì con còn tiền để con dâng hiến. Amen. Còn một số người sao? Đến một lúc muốn dâng hiến mà không có tiền để mà dâng. Amen không quý vị? Amen. Như vậy quý vị muốn có gì để dâng hiến, hay là quý vị muốn ra ngồi dưới hầm cầu để ngồi chờ người ta cho tiền đồng lẻ? Muốn có tiền để dâng hiến. Bao nhiêu người muốn cần có tiền để dâng hiến? Đức Chúa Trời ban phước cho lòng của quý vị. Amen. Amen. Có người nào có nhà mà chiếm được hội thánh mà làm bầm không? Tôi khuyên quý vị, nếu quý vị có nhà mà tiếp rước hội thánh vào rốn tổ tế bào, hoặc là thông con, hoặc là học kinh thánh, quý vị ơi, đó là phước hạnh cho quý vị. Đúng không quý vị? Đúng. Tại vì bao nhiêu người ước mong có căn nhà giống như quý vị để mời hội thánh đến mà còn không có gì hết. Ở đây không đến nhiều quá. Anh chị em, có một số người còn cha còn mẹ mà lại không quan tâm, còn không yêu thương, đợi cha mẹ chết để làm đám tang cho lớn. Tôi hỏi anh chị em là làm đám tang cho lớn để làm gì? Đúng không?
Rồi gì nữa? Quý vị không có tiền chứ nhiều. Ở Việt Nam của chúng ta thì rồi thì có một số người á, họ có tiền họ không dám xài. Họ làm gì quý vị không? Họ cất và để dành. Họ đào, họ chôn dưới nền đất á. Rồi họ làm gì đó? Họ giấu trong gầm giường hoặc là trong tường hoặc là chỗ nào đó. Họ giấu mà không ai thấy hết. Cuối cùng Covid đến thì sao? Họ bị đem đi và cách ly trong cái khu cách ly. Cuối cùng họ bị chết ở trong khu cách ly. Số tiền của họ không biết ở đâu cả. Thế là người thân của họ làm gì? Đào lên nhà lên tiền. Cũng không có. Đập tường ra cũng không thấy. Từng cơ gối xé ra kiểm cũng không có. Bởi vì sao? Họ giấu một nơi quá kín. Rồi cuối cùng tiền bạc nó cũng bị ư mất của nó. Cho nên trong tình yêu của Chúa, thưa quý anh chị em tại đây là chúng ta không phung phí. Nhưng mà nếu tôi và anh chị em là những con người còn có thời gian để dùng đồng tiền đó phục vụ Chúa, hãy phục vụ Chúa bằng tấm lòng biết ơn Ngài. Amen. Nghe cái đồng tiền amen yếu quá. Amen. Hỡi ông bà chị em, vì Kinh Thánh nó nói trong những ngày cuối cùng này, những cái điều nó xảy ra, người ta tham tiền, khoe khoang và sắc sược, rồi nói xấu rồi nghịch cha mẹ, rồi trong những ngày cuối cùng này khó thời kỳ khó khăn, rồi người ta dèm chê, người ta nói sự Chúa đến là chuyện không có, nó xúi dục và nó đưa con người ta đến cái chỗ mà nghi ngờ về tình yêu của Chúa và con người ta sống trong sự hận thù và cay đắng. Chúa đến, Chúa bảo rằng Chúa là tình yêu, Chúa đến Chúa ban cho chúng ta tình yêu. Chúa bảo rằng tại vì các con yêu thương nhau mà thiên hạ nhận biết các con là môn đệ của ta. Nhưng mà trong những ngày cuối cùng này, nó xúi con người ta làm gì? Sống với nhau không bằng tình yêu mà sống nhau trong sự hận thù. Nhiều người hận thù đến độ là sống thì bỏ bộ mà chết thì đem theo. Anh chị em ơi, chúng ta là con của sự sáng, chúng ta là con của sự ban ngày, chúng ta là con của Chúa, chứ chúng ta không phải là con của ma quỷ. Chỉ là con của ma quỷ mới hận thù, mới cay đắng, mới hơn thua, mới giành giật, mới đấu nhau. Còn những từ thật thờ con cái của Chúa phải yêu thương, tha thứ và giúp đỡ với nhau, trong khi Chúa muốn chúng ta là muối của đất và sự sáng của trần gian này. Amen. Amen hoa chị em. Amen. Chúa bảo rằng á, Chúa là tình yêu. Ai yêu thì biết Đức Chúa Trời, mà ai không yêu là không biết Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Tôi cảm ơn Chúa. Cuộc đời của tôi ngày xưa tôi chưa tin Chúa đó, sống toàn là quen với những con người mà hơn thua, lường gạt và hận thù. Những con người mà chưa tin Chúa, họ làm đủ thủ đoạn để làm sao mà họ có tiền được cho họ. Rồi họ xúi mình cũng giống như họ, học theo họ. Và cuối cùng mình học riết nhiều lúc mình còn giỏi hơn họ nữa. Giỏi mà giỏi hư á, giỏi xấu chứ không phải là giỏi tốt. Mưu mẹo, lường gạt, xấu xa. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, từ ngày khi mà tin nhận Chúa Giê-xu, Ngài thay đổi cuộc đời của tôi. Ngài biến đổi tôi. Ngài thay đổi từ bên trong và Ngài thay đổi ra bên ngoài. Và Ngài muốn chúng ta bước đi trong tình yêu thương, sống trong tình yêu thương và phục vụ Chúa bằng tình yêu thương. Amen. Cảm ơn Chúa. Hồi nãy tôi bước vào có một số người nói là ồ, không có đi trẻ hơn 4 năm về trước. Hallelujah. Hallelujah. Lý do sao mà trẻ hơn? Quý vị biết tại lý do sao mà trẻ hơn không? Thứ nhất là bao nhiêu lo lắng của mình dâng lên cho Chúa, để Chúa gánh thay cho tội lỗi, Chúa gánh thay cho tất cả những sự lo lắng buồn phiền của chúng ta. Thứ hai, trong lòng của mình có vấn đề gì, hãy cầu nguyện và tha thứ ngay lập tức. Trong lòng chúng ta mà bình an ấy, thì chúng ta sẽ có một cái ngủ ngon. Quý vị đồng ý với tôi cái này không? Nếu mình tha thứ cho ai, mình bỏ qua, mình hiệp một, thì mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Mà mình có một giấc ngủ ngon thì chắc chắn là mình sẽ ăn ngon. Cảm ơn cô Phương đã mới dẫn tôi đi ăn nhà hàng Hoàng đi cô Phương. Nhà hàng gì? Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, ngon tuyệt. Có một sư tấm tiền nữa. Mình mà mình vui trong lòng, ăn cái gì cũng ngon hết. Ăn cái gì cũng ngon. Và mình ăn ngon, mình ngủ ngon thì có người mình sẽ rất là bình an.
mà rất bình an, Chúa sẽ cho mình trẻ, khỏe và đẹp trai ngoài. Bao nhiêu người muốn là người đẹp? Rồi quý vị thả tay với cái người nào? Rồi bao nhiêu người muốn là mình người xấu? Không vậy. Thông số người xấu không chịu, mình đẹp không chịu là sao đấy? Ngày hôm nay có giới tính thứ ba. Hỏi nam mà không phải nữ, không phải là gì? Giới tính thứ ba. Không lẽ quý vị cũng có bản tính thứ ba sao? Tôi hỏi, muốn đẹp không muốn đẹp, xấu không xấu thì muốn gì đây? Anh chị em ơi, hãy nhờ ơn Chúa, chúng ta đẹp đây không phải là khuôn mặt chúng ta là mỹ miều, là tóc tai mượt mà, hay là da thịt trắng trẻo, cái điều đó là đẹp một phần. Nhưng có vẻ đẹp của Cơ Đốc Nhân là vẻ đẹp từ bên trong đi nha anh chị em. Cái vẻ đẹp của sự đạo đức nha anh chị em. Cái vẻ đẹp của sự tin kính Chúa nha anh chị em. Cái vẻ đẹp của sự nhu mì, cái vẻ đẹp của sự khiêm nhường và vẻ đẹp của sự bước đi trong sự nhẫn nại mà Chúa muốn chúng ta cần phải có. Chúng ta đừng mất mưu ma quỷ, sống trong sự hơn thua hận thù trong những ngày sau đó này. Nhưng mà những điều tôi nói hồi nãy giờ là phía bên ngoài. Nhưng mà điều tôi đang nhấn mạnh cho buổi chiều hôm nay, vấn đề là trong những ngày sau đó này, Kinh Thánh bảo rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Tại sao mà Ngài phải đổ thần của Ngài? Nếu không bởi thần linh của Ngài thì tôi và anh chị không chống cự được ma quỷ, đúng không? Bởi sức của chúng ta không chống lại ma quỷ được. Chúng ta thắng được ma quỷ là bởi năng quyền của Giê-xu, sức mạnh của tình yêu. Và chúng ta thấy được rằng đó là huyết Chúa Giê-xu, danh Chúa Giê-xu, lời của Chúa Trời là sức mạnh cho mỗi người trong chúng ta. Có thể nói là sau khi có người phạm tội, Đức Chúa Cha là đến lên chương trình cứu rỗi cho nhân loại này. Và cả tạ ơn Chúa, Đức Chúa Con đã tình nguyện thực hiện chương trình cứu rỗi tại thập tự giá. Nhưng mà trong thời kỳ tôi và anh chị đang sống đó, là thời kỳ Đức Thánh Linh là đáng sẽ giúp cho nhân loại này hoàn tất cái sự vật tinh kính, hay là Đức Chúa Trời sẽ, Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta sẽ hoàn tất cái chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã để cho nhân loại, để cho con người của chúng ta. Cho nên thời đại mà tôi và anh chị em đang sống là thời đại của Đức Thánh Linh. Amen. Vì sao? Vì nhân loại đang sống với sự lo sợ, nhân loại đang sống với sự hận thù, nhân loại đang sống với sự hơn thua, và nhân loại đang sống trong sự như là nô lệ kìm kẹp bởi ma quỷ và sát thịt. Ôi trời ơi, sao cái công đại dịch đó? Ở tại Việt Nam họ đi nhảy lầu, họ chết. Họ nhảy cầu, họ chết. Họ bị như thế nào quý vị? Có một người kia mới vẽ đứa con, tự nhiên đem đứa con đem bỏ trong cái giặt. Đứa con mới có một tháng đem bỏ trong cái giặt, bấm cái giặt cho cái giặt cứ quấy đứa con đánh bấy á. Và người ta tới bắt phải sao vậy? Là người ta bị trầm cảm. Bị trầm cảm. Rồi ông kia cắt cổ vợ mình, cắt cổ con của mình. Rồi quý vị, ma quỷ nó suối, nó nhục, rồi nó làm cho con người ta bắn, rồi giết đủ thứ hết. Có ông kia ở dưới tại nơi Cà Mau mà nó có một số tiền bỏ trong túi bỏ. Cái thằng hàng xóm nó nghiện chơi game á, nó thấy tiền nó muốn lấy chơi game, cứ nó đợi không có ai ở nhà, lấy cái dây nó xiết cổ, nó đập ông chết, nó lấy số tiền đó. Mà số tiền rất là nhỏ, không có bao nhiêu cả, chỉ vài trăm đồng thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái điều mà Kinh Thánh bảo rằng trong những ngày sau đó này quá chừng kinh khủng như vậy. Vì lý do đó, Ngài đổ thần của Ngài, Ngài đổ thần của Ngài trên tôi trai, trên tớ gái, cho những người tin đến Chúa, để qua mỗi người trong chúng ta mặc lấy quyền năng để thực hiện công việc của Chúa trong những thời đại cuối cùng này, ông bà chị em. Tôi chúc mừng những con người được tin Chúa. Lần đầu tiên là bắt đầu tôi nhớ là một sư tấm chở tôi đến thăm gia đình của chị Hương, là gia đình chị Hương lúc đó mới tin Chúa. Bây giờ chị Hương đứng lên trong ban ca đoàn, rồi bé Vi cũng đứng trên băng ca đoàn, rồi bé Kim bắt đầu tập tành phục vụ Chúa. Đây là cái ơn phước Chúa dành cho gia đình của chị, mà đây cũng là phần thưởng Chúa dành cho gia đình của một sự tộc. Đến một ngày trở về thiên đàng, và chị Hương sẽ ở trên thiên đàng, cả đến đó cả một sự tấm, cả một cô chi đã hướng dẫn tôi đến Chúa Giê-xu. Amen không quý vị? Và còn nhiều người còn cái điều đó nữa. Nhưng một số người thì chắc chắn là khi họ không tin Chúa, họ sẽ bị xuống địa ngục rất là đau khổ. Cho nên anh chị em ơi, hãy nhờ ơn Chúa mà mặc lấy cái quyền
quyền năng, hãy mặc lấy những ân tứ của Chúa để phục vụ Chúa một cách hết lòng trong những ngày cuối cùng này. Trong những ngày cuối cùng này, ma quỷ nó sẽ tung hết chiêu của nó ra. Nó sẽ cám dỗ con người ta bằng mọi phương diện. Nó cám dỗ bằng là đàn ông thì mê nhan mê sắc, đàn bà thì mê đẹp và mê tiền, rồi cũng như trẻ em thì mê chơi, rồi chó con thì mê game, người già cả thì cũng như là có những cái sự mà lú lẫn, rồi có nhiều vấn đề nó làm cho chính quyền của ta thì hơn thua, bên này thì kiện bên kia kiện bên nọ, rồi khiến cho người này thù hận để ném bom qua nước nọ, rồi chiếm nước kia, rồi đốn cái chuyện nó xảy ra, cho nên thế giới nó loạn đi rồi. Nó đem những con vi trùng quăng đi nước này, quăng nước kia, nó làm cho người ta có bệnh bị bệnh mồm thở ra hơi luôn, rồi nó làm cho con người ta phải rất là đóng cửa tiệm, rồi đau khổ đủ thứ, nó làm cho con người ta đến nỗi mà mất mát nhà cửa, ly tan gia đình đủ thứ hết. Vì lý do đó rất là cần quyền năng của Chúa đổ đầy trên tôi và anh chị em để đi ra hủy phá tất cả công việc của ma quỷ, đem sự giải cứu cho đồng bào của chúng ta. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi ở tại Việt Nam trong những ngày dịch lệ như vậy, Chúa dùng một thánh Salo chúng tôi đã chia sẻ biết bao nhiêu thức ăn cho những người đang bị đau khổ. Và có một số con gái của Chúa, họ gửi cho chúng tôi những cái lọ thuốc mà Terenol đó, thuốc màu đỏ quý vị không? Và đem về chuồng trai quý vô cùng, bởi vì các tiệm thuốc tây thì đóng cửa hết, không được bán thuốc Covid, cách ly người ta, nhốt người ta, không cho người ta ra khỏi nhà, mà ở trong nhà mà không có rau để mà ăn, rồi lâu lâu thì cho một vài gói mì, mà có một người cái ăn mì gói á, mà ăn riêng nguyên một tháng. Quý vị biết ăn mì gói ăn nguyên một tháng thì sao quý vị? Mì như thế nào? Nóng thì hậu quả cái nóng thì quý vị biết rồi, ăn đi ngoài không được và nó bố và nó hư bao tử luôn. Nhiều người bị coi như là lên máu tâm sông và nổi bị huyết áp, rồi ảnh hưởng về tim mạch, rồi ảnh hưởng về đường tiêu hóa kinh khủng vô cùng. Nếu quý vị ăn mì gói bằng quá gì và quý vị biết sao khủng hoảng như vậy và họ không được mua thuốc để họ uống, thì Chúa dùng hội thánh đã đem những viên thuốc yêu thương, đem những cái lời cầu nguyện yêu thương, đem những bịch gạo yêu thương đến chia sẻ cho họ. Và tôi cảm ơn Chúa qua đó mà danh của Chúa đã được đồn ra, nhiều người đã tin nhận Chúa Giêsu. Khi mà ở bên này quý vị có nghe cái sự cố của hội thánh phục hưng Việt Nam không? Quý vị có nghe về sự cố hội thánh phục hưng Việt Nam không? Đó là một hội thánh kia tên là hội thánh phục hưng của ông bà mục sư Võ Xuân Loan và ông Phương Văn Tâm. Thì hai ông bà mà làm mục sư ở hội thánh đó, thì bỗng nhiên cũng dịch lệ bắt đầu xảy ra thì một khuyên lại không vốn. Nhưng ông cũng như một số người thì cũng vốn, không phải là một mình hội thánh ông đâu, nhiều hội thánh cũng vốn. Mà chẳng may trong hội thánh của ông thì có một người bị dính Covid, một người bị dính Covid thì nó lây lan ra vào nhiều người khác cũng bị nữa. Thế là hội thánh bị đóng cửa, ông bà thì bị mang tiếng. Thế là cả đất nước Việt Nam tất cả đều dồn vào, đổ vào và rủa xả, cũng như là tấn công rồi dèm chê, làm cho cả gia đình đều bối rối và hội thánh bị tan tàn hết tất cả. Thế là xong, đi ra đường ai tự xưng mình là hội thánh thì sao? Sẽ bị kỳ thị, sẽ bị tấn công. Nhiều người không còn dám đến nhà thờ, nhiều người cũng không còn dám xưng danh của Chúa ra. Và quý vị, hội thánh đã bị chèn ép một cách thậm tệ tận đáy sao? Nhưng mà Đức Chúa Trời không chịu khinh dị đâu. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn cái gì trong chúng nó. Quyền năng ở trong Chúa Giêsu lớn hơn quyền lực của sự ma quỷ. Amen. Tình yêu ở trong chúng ta lớn hơn sự hận thù của những kẻ gian ác. Amen anh chị em. Amen. Hậu thánh sẽ mạnh mẽ hơn hội chợ. Amen. Amen. Những người thánh của Chúa mạnh mẽ hơn những người xác thịt. Amen. Amen. Và cảm ơn Chúa. Sau đó Chúa đã dùng One Way Radio, hội thánh Salon và nhiều hội thánh, trong đó có một sư Lê, một sư Hùng á, đã đem bao nhiêu máy móc và bao nhiêu thuốc men và thức ăn chia sẻ và đến những nơi mà không ai đến được, làm những việc mà không ai làm được. Và quý vị biết rằng danh của Chúa đã được tỏa sáng,
công việc của Chúa đã được ấn chứng, và những con người mà chống đối khinh thường đạo của Chúa đã thấy được rằng tình yêu của Chúa ở trong những người tin kính Đức Chúa Trời. Amen. Đầy tớ của Chúa Trời được vui mừng trở lại, công việc của Chúa được tôn trọng trở lại. Và cuối năm, khi mà chính quyền mời những người chức sắc, những người có chức có quyền ở trong quận Bình Tân chúng tôi ra để mà họp, thì tôi cũng được mời đi ra ngồi ở đó. Và các ông chủ tịch ở đó đứng lên đó là cảm ơn hội thánh Tin Lành đã bày tỏ tình thương rất là thực tế để giúp đỡ những con người kiều bào đồng bào chúng ta trong những lúc mà gặp khó khăn, trong những lúc mà gặp dịch lệ như vậy. Quý vị đã bày tỏ được đúng là kính Chúa và yêu người, và tất cả mọi người trong căn phòng này vỗ tay và ngợi khen Chúa. Amen. Chúng ta vỗ tay lời khen Chúa về điều này, vì Chúa chúng ta là đã ở cùng, là đã giúp đỡ. Amen. Amen. Vì trong những ngày sau đó này, Chúa cũng đổ thần của Ngài, Chúa ban thần của Ngài xuống trên tất cả mọi người trong chúng ta. Tôi kêu gọi anh chị em chúng ta hãy khao khát, hãy mong đợi và hãy nhờ Chúa bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đừng để cái sự hận thù ở trong lòng của mình. Vì Kinh Thánh chép cho chúng ta nhớ, tôi xin nhắc lại, anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, giận hờn, những sự kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau một cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Giêsu Christ. Chúa muốn mỗi người chúng ta, mỗi người trong anh chị em hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Đức Chúa Giêsu. Bao nhiêu người trong chúng ta có mặt tại đây quyết định nghe xong bài chia sẻ này, quyết định quý vị tha thứ cho anh em của mình. Bao nhiêu người quyết định tha thứ cho vợ, cho chồng của mình. Bao nhiêu người quyết định tha thứ cho con, cho cháu của mình. Nếu quý vị thực hiện được điều đó, quý vị đúng là con của sự sáng, là con của Đấng Christ, là quý vị là những người thuộc về những người khôn. Amen. 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 Vì trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu số 24 Chúa nói, những kẻ nào nghe lời ta phán đây mà làm theo đó, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá, có mưa xa, nước chảy, gió lay, xô động, nhà ấy không bị sập vì đã cất nhà mình trên vầng đá. Chúa Giêsu là vầng đá của ông thời đại. Amen. Amen. Người nghe mà làm theo là người khôn, còn những kẻ nào nghe lời ta phán đấy mà không làm theo thì giống như là người, quý vị nói tôi không nói nhà ha, nhưng mà đó là Kinh Thánh nói, đó là người dại. Người dại là khi nào? Là người nghe lời của Chúa mà không chịu làm theo lời của Chúa. Nếu mà nghe lời của Chúa buổi chiều hôm nay mà trong lòng vẫn còn cầm giữ sự hận thù, nghe lời của Chúa buổi chiều hôm nay mà trong lòng vẫn còn có thù hận, nghe lời của Chúa buổi chiều hôm nay mà vẫn còn đam mê sắc thịt, nghe lời của Chúa buổi chiều hôm nay mà vẫn còn gian dối, là quý vị biết là chúng ta đang mắc mù mà quỷ, và chúng ta đang làm những điều mà cùng lòng Chúa. Cho nên trong tình yêu của Chúa, tôi khuyên quý vị ngay trong giờ này hãy khôn ngoan biết rằng trong những ngày sau đó này, xác thịt tất dấy lên bao nhiêu thì Ngài muốn cho chúng ta càng đầy dẫy Đức Thánh Linh bấy nhiêu. Chúa bảo rằng đừng xê rượu mà rượu xuống chó luôn tù, nhưng mà Chúa bảo là sao? Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy trong năng quyền của Ngài, bước đi trong sự tin kính Ngài, để trong những ngày sau đó Ngài, Ngài sử dụng chúng ta trong những công việc quyền năng của Chúa. Anh chị em ơi, hãy xem lại đời sống của mình. Mỗi người trong chúng ta buổi chiều hôm nay, chúng ta xem thử mình có quý trọng lời của Chúa hơn là quý trọng lời của thế gian hay là không. Chúng ta đang tôn trọng cái cuộc sống tạm này hay là chúng ta đang quý trọng sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta xem lại thử, để đến bằng cân, một bên thì hận thù, một bên thì tình yêu thương, bên nào là giá trị, bên nào là quan trọng, để rồi chúng ta tự quyền quyết định. Để bên này là nghĩa thật, một bên này là cũng như là
những cái thuốc độc. Thì tôi hỏi quý vị xem nào, theo quý vị là những người con thì quý vị nên ăn cái gì thịt hay là ăn gì thuốc độc? Ăn gì thịt. Amen không? Amen. Biết rằng ăn thịt cho thì đồ ăn ngon thì khỏe, còn ăn thuốc độc cho thì vậy mà nhiều người vẫn chọn cái điều này. Mỗi người vẫn biết rằng yêu thương là tốt, yêu thương là đúng ý muốn của Chúa, yêu thương là bước đi trong sự công an, hận thù cái nét và cái đánh với nhau là độc, là dại, là nguy hiểm. Nhưng mà nhiều người vẫn quyết định chọn cái sự hận thù. Tin Chúa thì được tin thiên đàng, không tin Chúa thì xuống địa ngục. Nhưng mà một số người họ quyết định là gì? Họ vẫn không chịu tin Chúa mà họ vẫn chọn con đường bước đi trong sự chống nghịch lại Đức Chúa Trời toàn năng. Quý vị thấy nguy hiểm không? Nhiều người vẫn biết rằng đi đến nhà thờ thì được yêu thương và chăm sóc, còn đi đến sòng bạc thì cũng như là te tua tơ tả tàn tại và cũng như là sạc nhà sạc cửa, vậy cũng phải tới sòng bạc. Nhiều người vẫn biết rằng thương vợ thương chồng thì sẽ sống lâu và hạnh phúc và làm sáng danh Chúa và con cái mình nó tôn trọng yêu mến mình, còn ghét vợ ghét chồng hơn thua với nhau thì con cái bị tổn thương và ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng tâm lý và ảnh hưởng trong việc học hành và ảnh hưởng tương lai của con. Như vậy mà số người vẫn tiếp tục chọn trong sự hận thù coi thường với nhau mà không chịu yêu thương chồng con của mình. Nghe lời của Chúa buổi chiều hôm nay, hãy trở thành người khôn ngoan. Nghe lời của Chúa buổi chiều hôm nay, hãy quyết định đứng về phía Chúa và tôn trọng những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta buổi chiều hôm nay. Nghe lời của Chúa buổi chiều hôm nay, Chúa muốn chúng ta biết là có hai mặt. Một mặt là trong những ngày sau sẽ có những sự tội lỗi khó khăn hơn thua và đủ thứ gì xảy ra. Nhưng mà Chúa cũng nói là trong những ngày sau này, Chúa đổ thần của Ngài, quyền năng của Ngài, tình yêu của Ngài, ân tứ của Ngài sẽ tung đổ. Anh chị em ơi, tùy theo anh chị em muốn chọn về phía đứng về phía quyền năng hay là đứng về phía tội lỗi, tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta mà chịu. Nhưng mà tôi tin chắc là quý vị là những người khôn ngoan, cho nên quý vị mới có mặt buổi chiều hôm nay. Tôi tin chắc rằng quý vị là những người tin kính Chúa, cho nên quý vị mới hiện diện tại đây. Tôi tin chắc rằng quý vị là những người đứng về phía Chúa, cho nên quý vị mới từ bỏ cái trần gian tội lỗi để bước vào trong hội thánh tình yêu của Ngài. Và điều tôi biết chắc rằng quý vị chọn thiên đàng đời đời, cho nên quý vị chấp nhận từ bỏ những cái sự nho nhỏ của trần thế này. Một vài người gạt chúng ta, một vài người làm cho chúng ta buồn, và chúng ta nói với người đó là ô đây là chuyện nhỏ, cái chuyện của ta không quá mất thời giờ với những chuyện hơn thua hận thù và cái chuyện làm phật này. Hãy tập trung vào cái việc đời đời mà Chúa đang kêu gọi tôi và anh chị em. Amen. Amen không? Amen. Trong những ngày sau đó này, ta sẽ đổ thần của Ngài trên tôi trai và vợ Ngài. Như vậy lời chia sẻ cuối cùng của tôi muốn hỏi rằng bao nhiêu người trong chúng ta có tấm lòng khao khát để Chúa đổ thần của Ngài trên mỗi người trong chúng ta? Kinh Thánh chép ở trong sách Luca, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa cửa sẽ mở cho, bởi vì ai xin thì được, ai tìm thấy gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà lại cho đá chắc, hay là con mình xin cá mà lại cho rắn chắc? Vậy các ngươi vốn là xấu mà biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban đức Thánh Linh cho người nào xin Ngài hay sao? Amen. 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 Vì lý do đó Chúa bảo rằng trong những ngày cuối cùng là ngày đổ thần của Ngài. Việc của Chúa là Chúa sẵn sàng đổ. Còn ai là người sẵn sàng hứng, ai là sẵn sàng người nhận, và ai là người sẵn sàng để được Chúa dùng, đó là quyền quyết định của tôi và anh chị. Amen. Chúa không ép buộc, mà Chúa đang cho chúng ta một cơ hội vẫn còn sống. Chúa ban cho chúng ta một cơ hội để vẫn còn sống. Chúa ban cho chúng ta có cơ hội còn vật chất, còn phương tiện, còn sức khỏe, còn tiền bạc, còn nhà cửa, còn sự khôn ngoan, còn trí nhớ, còn minh mẫn, mắt còn thấy, tai còn nghe, chứ còn đi được. Đây là cơ hội Chúa cho để phục vụ Ngài, mà nếu chúng ta không biết tận dụng, đến một ngày chúng ta sẽ hối tiếc. Amen. Hồi nãy tôi vô tôi gặp bà bác này, bà hỏi con tên gì mà bác quên rồi. Tôi tên là Phong. Nhớ rồi. Cái bộ quay qua hỏi lại, ủa con tên gì mà bác quên rồi? Cái này dạ con tên là Phong, bác nhớ rồi.
Khi tôi bước vào chiếc nhà con ở đâu, tôi thấy nhà con ở một mình đang ở cái chồng đó kìa. Ủa nhà con ở đâu? Tôi thấy một chút xíu tôi bảo hỏi tôi 6 câu hỏi lặp đi lặp lại chỉ hai nội dung là con tên gì, nhà ở đâu. Tôi nói Chúa ơi, mà bà là vì bà tuổi 90 rồi cho nên đó là bà 90 chưa? 90 rồi cho nên là chúng ta thông cảm. Tôi nói với tất cả những người trẻ tuổi tại đây, hỡ tất cả anh chị em, chân chúng ta vẫn còn đi được, miệng chúng ta vẫn còn nói được, mắt chúng ta vẫn còn thấy được, lỗ tai chúng ta vẫn còn nghe được, đầu óc vẫn còn minh mẫn được. Hãy tập được tất cả những điều đó để thờ phượng Ngài. Amen. Hỡ băng hát trong một cảnh này, trong những ngày tới không phải chỉ có nhiêu đó của chiều hôm nay, mà trong những ngày tới tôi cầu nguyện còn thêm nhiều nữa. Hỡ những người trẻ, và tôi cũng kêu gọi cả những người lớn tuổi nữa, quý vị ơi, hãy tận dụng tất cả những gì chúng ta có để phục vụ Chúa trong những ngày cuối cùng này. Amen. Bao nhiêu người quyết định là nhà của con là của Chúa, bao nhiêu người muốn nói là con của con cũng là của Chúa luôn, và bao nhiêu người trong quý vị muốn nói với Chúa rằng tiền bạc con đang có cũng của Chúa luôn, nếu mà Chúa không cho con có gì cả. Khi mà con dâng lên cho Chúa một đồng tiền nào con không kể lại. David nói là những gì con dâng lên cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa, những gì mà con phục của Chúa chẳng qua đã thuộc về Chúa. Quý vị nghĩ sao trong đại dịch mà nếu mà chúng ta nằm ở thở với một tiền xong rồi cứ người ta đưa chúng ta đi cái miền bên thiên kia làm soi ơn mùa vào, nhờ lòng tin ta trông thấy cái thiên bình, tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàng, làm nên mới bao ngày ta trong chân gian. Trông cho đấy rất em chịu, bờ bên đó thỏa mang tay ta gặp nhau. Trông cho đấy rất em chịu, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. Tới đó là xong rồi. Xong rồi. Còn đâu nữa, hỡi anh chị em, trong những ngày sau rốt này, xác thịt tội lỗi hơn thua thế gian, chiến tranh đau khổ càng nhiều chừng nào thì quyền năng của Chúa càng nhiều chừng đó. Chúa muốn mọi người chúng ta hãy tỉnh thức và khôn ngoan, tận dụng những thời giờ sức khỏe, công việc, tiền bạc, mọi người của chúng ta để phục vụ Chúa Trời. Còn biết bao nhiêu người tội nhân bên ngoài đang còn chờ đợi chúng ta, đang cần chúng ta cứu họ. Anh chị em ơi, hãy vui vẻ, khôn ngoan, mạnh mẽ mà ra đi, đưa nhiều người trở lại tin Chúa, hầu cho tội họ được tha, linh hồn và được cứu. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Chúa ban phước cho anh chị em. Kính mời chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện tấm lòng chúng ta buổi chiều này. Tôi kính mời quý vị cùng đưa tay lên và chúng ta cầu nguyện với Chúa và nói với Chúa ơi, xin Ngài sử dụng con trong những ngày sau đó này. Chúa ơi, xin Ngài sử dụng con trong những ngày sau đó này. Trong những ngày cuối cùng này, Cha ơi, xin Ngài sử dụng con, xin Ngài nhắc nhở con, xin Ngài dạy cho con, xin Ngài giúp cho con tỉnh táo lại để con có thể phục vụ Ngài một cách hết lòng trong những ngày sau cuối này. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện ngay trong giờ này. Ngay trong giờ này, hallelujah. Phần đầu tiên chúng ta học là lời của Chúa được ứng nghiệm sự tội lỗi. Lời phần thứ hai chúng ta học đó là lời của Chúa cũng được ứng nghiệm trong quyền năng của Ngài đổ xuống. Và phần thứ ba chúng ta học đó là ai sẽ là người đáp ứng cái sự kêu gọi của Chúa, nhận lãnh được quyền năng của Ngài để ra đây chinh phục tội nhân và phục vụ Chúa bằng quyền năng của Chúa. Đây là bài học mà Chúa muốn gửi đến cho quý vị buổi chiều hôm nay. Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta để đưa vào trong sự ứng dụng trên cuộc đời của mình. Hãy khôn ngoan, ai còn cha còn mẹ hãy tin kính, ai còn vợ còn chồng hãy yêu thương và chăm sóc, ai còn con cái hãy nâng đỡ và dạy dỗ, ai còn hội thánh hết lòng thờ phượng Chúa, ai còn sức khỏe hãy đi thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài bằng cả tâm lòng. Hãy biết ơn Chúa buổi chiều hôm nay. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Quý vị đưa tay lên cầu nguyện để sự hướng dẫn của tôi một vài câu. Tôi muốn cầu nguyện các đức ngay trong giờ này. Quý vị có thể lớn tiếng cầu nguyện. Cha ơi, ở trong danh Chúa Giêsu Christ, trong giờ này con đến với lời của Ngài. Con nhận lãnh những lời hứa của Chúa đã dành cho con.
ở trong công vụ đoạn 2 câu số 17 này. Ngay trong giờ này, xin Ngài tha thứ tội cho con, Ngài giúp đỡ cho con mạnh mẽ, can đảm, khước từ tội lỗi, khước từ ma quỷ, đẩy lùi hận thù, cắt đứt tất cả những sự xấu xa ra khỏi đời sống của con, ra khỏi gia đình của con. Con biết rằng đó là những công việc của ma quỷ nó sử dụng con. Con quyết định không mắc lừa ma quỷ, con đứng về phía Chúa, chống cự là xác thịt, chống cự là ma quỷ, chống cự là hận thù, trong năng quyền của Chúa Giêsu. Nhớ danh Chúa Giêsu, con chúc phúc cho những kẻ bắt bớ con, con chúc phúc cho những người làm con bị tổn thương, con tha thứ những người làm cho con buồn phiền, con yêu thương những người làm cho con đau đớn, con quyết định ban ra những người đang khó khăn, con quyết định bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa và nhận lãnh quyền năng của Ngài để phục vụ Ngài một cách hết lòng trong những ngày sau đấu này, trong những ngày sau cùng này. Con tạ ơn Chúa, con dâng mỗi người chúng con ở trong tay của Chúa Giêsu. Con hết lòng biết ơn Chúa, con thành tâm và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.